bạn khán giả của Em Đẹp. Việc dưỡng da là một việc vô cùng quan trọng đối với mỗi cô gái. Và việc dưỡng da vào ban đêm lại còn quan trọng hơn nữa. Vì ban đêm chính là thời gian mà cả cơ thể và làn da của chúng ta đang được thư giãn sau một ngày dài làm việc cũng như là học tập mệt mỏi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Misa sẽ chia sẻ với tất cả các bạn cách dưỡng da của mình vào ban đêm. Ngoài việc tẩy trang và rửa mặt bằng sữa rửa mặt tạo bọt cũng như là kết hợp với lại máy rửa mặt, thì bên cạnh đó Misa còn một bước nữa rất là quan trọng, đó chính là bước tẩy tế bào chết. Với bước tẩy tế bào chết này thì chúng ta sẽ thực hiện 3 lần trong một tuần. Và Misa thường chọn loại tẩy tế bào chết đó chính là dạng gôm. Bởi vì với loại tẩy tế bào chết này thì da của chúng ta sẽ không bị kích ứng quá nhiều cũng như là cũng không bị rát sau khi mà chúng ta tẩy. Sau bước tẩy tế bào chết thì da của chúng ta rất là sạch. Và đó chính là một môi trường phù hợp để cho chúng ta đắp mặt nạ. Loại mặt nạ mà Misa yêu thích nhất đó chính là mặt nạ từ nhân sâm và gạo. Và nếu như các bạn muốn thử xem rằng là loại mặt nạ đó có phù hợp với lại làn da của mình hay không, có gây kích ứng hay không, thì các bạn có thể thử mặt nạ ra vùng tay ở phía cổ tay của mình. Bởi vì đây là vùng da khá là mỏng và tương đồng với lại da mặt của mình. Và cảm giác khi mà Misa thử loại mặt nạ này lên vùng cổ tay đó chính là một cảm giác rất là mát lạnh và có mùi hương rất là nhẹ nhàng và đặc trưng của nhân sâm. Đây là loại mặt nạ sẽ giúp cho các bạn có một làn da sáng hơn. Chúng ta sẽ đắp mặt nạ trong vòng từ 15 đến 30 phút tùy theo từng loại mặt nạ khác nhau. Sau bước đắp mặt nạ thì chúng ta phải rửa mặt thật sạch để cùng tiến đến bước đó chính là dưỡng da bằng tinh chất. Bước tiếp theo, Misa sẽ chọn cho mình một loại tinh chất dưỡng da. Ở bước này thì Misa sẽ sử dụng tay để mà vỗ hết tất cả các tinh chất này, giúp cho các tinh chất nhanh chóng thẩm thấu vào làn da của mình. Sau bước sử dụng tinh chất thì Misa sẽ sử dụng một loại sản phẩm dành riêng cho mắt, đó chính là sản phẩm chống thâm quầng cũng như là chống nếp nhăn cho vùng mắt. Và ngoài ra thì sản phẩm này còn có một đầu lăn để giúp cho chúng ta massage được nhanh chóng và thoải mái hơn. Để khóa hết tất cả những tinh chất này cho làn da của mình thì Misa sẽ sử dụng thêm một sản phẩm nữa, đó chính là sản phẩm dưỡng ẩm dành cho da. Các bạn lưu ý khi mà chọn cho mình một loại sản phẩm dưỡng da vào ban đêm thì chúng ta hãy chọn những loại dưỡng da nào mà có độ thẩm thấu nhanh nhất, không làm cho da nhờn rít, bởi vì nếu như không đạt được những yêu cầu đó thì da của chúng ta sẽ rất là dễ bị nổi mụn. Và cuối cùng thì Misa muốn chia sẻ thêm một cách dưỡng môi nữa, đó chính là chúng ta cũng phải tẩy tế bào chết cho môi khoảng 3 đến 5 lần trong một tuần. Và ngoài ra thì mỗi buổi tối thì chúng ta hãy nên sử dụng mặt nạ ngủ dành cho môi để giúp ngày hôm sau môi của chúng ta trở nên căng mọng và hồng hào hơn. Việc dưỡng da vào ban đêm trước khi đi ngủ khá là cầu kỳ, nhưng đây là một bước rất là quan trọng đối với mỗi cô gái. Bởi vì đó chính là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ được cải thiện cũng như là phục hồi lại làn da sau một ngày dài với rất nhiều những hoạt động cũng như là sử dụng nhiều loại mỹ phẩm trang điểm. Và không biết là các bạn đã nhớ hết tất cả các bước dưỡng da mà Misa vừa chia sẻ hay chưa? Nếu chưa thì chúng ta hãy cùng nhau xem lại nhé.